Chào các bạn nhá. Hiện tại mình có đang sửa cái máy hút ẩm với cái thương hiệu là Latiolite này. Thì với cái lỗi khách bảo là chạy 5 đến 10 phút thì nó không chạy nữa và nó nhấp nháy đèn đỏ. Thì mình cứ bật thử cái này. Bật chế độ thấy mình thấy ăn dòng cao này. Và con này hình như là nó không chạy lốc mọi người nhá, xem nó lạ không nhá. Thì nó đang chạy đấy. Và sau đó một tí hình như nó bị nhấp nháy cái lỗi gì ấy. Chờ một tí xem là có đúng không. Đấy, nó nhấp nháy này các bạn này, nó đã về lỗi này. À, lỗi nhấp nháy số 8 này. Nhấp nháy cái 8 này nhá. Thì mình không rõ là cái số 8 nó là cái gì đâu. Bây giờ mình sẽ thử xem sửa lại cho người ta không nhá. Và chúng ta sẽ xem cấu tạo của nó nhá. Con này hình như không chạy lốc mà chạy, mình đang nghi ngờ nó chạy sò nóng lạnh xem có đúng không nhá. Đây là toàn bộ cái lõi sau khi mình tháo nó ra này. Thì chúng ta nhìn ở đây là cái lưới chắn bụi. Thì như vậy là từ đường sau đấy thì là gió nó sẽ được hút qua cái lưới chắn bụi này đi vào trong này nhá. Và nó sẽ được cái quạt gió thổi ra đằng trước như lúc đầu các bạn nhìn thấy ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn này nó sẽ làm lạnh như thế nào để ngưng tụ lực nước. Thì chúng ta nhìn đây là một cái ống nhựa nhá. Một cái ống nhựa thì chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ có ngưng tụ nước hay gì đấy. Nó sẽ đi qua cái lỗ này, nó đi xuống dưới này, hai cái lỗ dưới này. Và nhìn ở dưới đây ấy, thì nó sẽ đứng cái khay chứa nước nhá. Đây này. Khi chúng ta lắp cái khay chứa nước vào thì cái này nó mở ra này, thì bắt đầu là nước được tích ngăn tích ở đây sẽ lại chảy qua cái ngăn lỗ này và đi xuống. Đồng thời là cũng trong cái lỗ này cũng có một cái đường đưa đi này đi ra để tra ra cái lỗ này. Như vậy là cả trong này là lạnh, cả cái khay này sẽ được lạnh các bạn nhé. Cái này chỉ là nhựa thôi, thì chúng ta sẽ hiểu là gió thổi từ đây đi vòng lên các khe này, đi qua đây và lại đi vòng vòng khe đến đây hoặc ngược lại mọi người nhé. Nó là những khe để không khí chảy bên trong và có thể nó sẽ ngưng tụ nước bên trong hoặc gì đấy để bắt đầu nó sẽ đi chảy qua cái lỗ này đi chảy xuống. Nhưng theo mình nhìn nhận đấy thì có thể nước nó trong cái ống này nó ngưng tụ ở trong này nhiều hơn, rồi nó sẽ đi theo ống này đi ra này. Ở đây nó còn có một con cảm biến là cảm biến độ ẩm này, rồi TH cảm biến nhiệt độ mọi người nhá. Thì bắt đầu chúng ta nhìn nhá, mình có tháo nó ra thì mình cho chạy một lúc, mình sờ chỗ này cực nóng, nóng ran luôn. Thì mình đang nghi ngờ ấy là cái con này nó hoạt động theo nguyên lý là dùng sò nóng lạnh. Đính chính sò nóng lạnh, Latiolite đang dùng bằng nguyên lý là hút ẩm bằng sò nóng lạnh. Tóm lại sò nóng nó sẽ bị làm nóng và bên một mặt nó sẽ lạnh. Cái mạch lạnh đấy nó sẽ làm ngưng tụ nước khi không khí hút vào và nó sẽ làm hút khô không khí. Tóm lại là trong không khí của chúng ta, trong phòng của chúng ta có không khí có hơi ẩm ấy. Thì nó sẽ ngưng tụ và nó sẽ chảy trong cái khay này và khi đầy nó sẽ báo được cho chúng ta nhé. Chúng ta sẽ hiểu là làm lạnh là thông qua sò nóng lạnh. Thì nó làm lạnh kiểu gì thì đây chúng ta sẽ nhìn này. Đây chính là cái quạt này để thổi gió lên trên nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là không khí được hút đưa vào trong này, đi qua cái cụm này mọi người này, đi vào trong này và có thể đi qua cái màng lọc này, như cái màng lọc ấy. Và cái màng này chúng ta sẽ thấy cái bánh răng nó có cái motor như motor quay đĩa, nó quay được nhá. Chúng ta sẽ nhìn cái bánh răng này, mình có thể quay được nó này, chúng ta sẽ thấy không, nó là cái quay tròn. Tóm lại là cái cụm này có thể quay tròn được. Đây là chúng ta sẽ thấy này, cái cụm này có thể quay tròn được nhá, nó có thể quay tròn được này. Thì kiểu như ấy, là nó thổi hơi gió, nó lấy ở đây này, nó đưa vào trong cái lòng này, nó đưa vào trong cái lòng này, nó luồn lách nó đi vào trong lòng, nó kín nhá. Đây là kín đấy, rồi nó rút vào trong này và lúc mình tháo ra thì ở đây rất là nóng, như ở đây cực kỳ lạnh và sờ đấy có ẩm trong này. Trong cái quạt này này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái quạt tuần hoàn nữa này. Có một cái quạt bé đây nhá. Để nó tuần hoàn thì mình tưởng tượng ấy. Thì đây là nóng, sờ rất nóng, hiện tại bây giờ vẫn đang nóng các bạn nhá. Thì khả năng trong cụm này là cụm sò nóng lạnh. Thì mặt này là mặt nóng, còn mặt này là mặt lạnh. Các bạn ạ, mặt là cái chỗ ở chỗ này này, nó chính là mặt lạnh, nó đưa thổi nó lạnh ra đường đây này. Các bạn này, nó đưa thổi gió lạnh ra đường này. Và có thể là nó hút lại hoặc nó thổi ra kiểu gì, nó đưa vào ra đây. Để mình nhìn thử xem nào. Đúng rồi, nó đưa như này và nó tuần hoàn kiểu gì thì mình không rõ. Nó sẽ đưa thổi gió đi qua cái lỗ này, lỗ rỗng này nhá, đưa lên trên cùng này. Sau đó đi ra đây để nó sẽ có ai kết nối gió luân chuyển từ điểm này sang điểm này. Và cái này nó như cái màng lọc ấy, nó có thể quay được và nó có thể là ngưng tụ nước ở trong này này. Trong này hoặc trong cái dàn nhựa này và nó sẽ chảy xuống nhá. Nên bạn nào hiểu được nguyên lý thì có thể nói cho mọi người tham khảo nhé. Mình lần đầu tiên đấy, của Latiolite lần đầu tiên mình tháo ra mình cứ nghĩ là nó có lốc. Rất nhiều những máy hút ẩm mà mình gặp ấy, nó sẽ có lốc là này làm lạnh, ngưng tụ dàn lạnh cơ. Để nó ngưng tụ nước để nó chảy ra, để nó chảy vào khay cơ. Nhưng cái hôm nay mình gặp ấy, thì lại không phải là sử dụng lốc.
mà mình khẳng định là nó sẽ sử dụng công nghệ là sò lóng lạnh. Nó sử dụng công nghệ sò lóng lạnh các bạn nhé. Đây này, bởi vì hiện tại bây giờ đang sờ trong rất là nóng thì khả năng cái khu đường này nó lạnh, bởi vì khi mình tháo ra nó chạy một lúc rồi mình sờ cái trong cái lỗ này này nó rất ẩm và lạnh luôn các bạn ạ. Như vậy là con này nó có 3 motor, một motor quay gió tuần hoàn này, một motor để luân chuyển gió của đường lạnh, đường khí lạnh để tạo ứng tụ nước được ấy, và một cái motor nữa là quay cái màng lọc hay cái gì này, nó quay xung quanh cái màng này, nó sẽ đi qua cái phần này này mọi người ạ. Mình cũng không muốn tháo hết nó ra nhưng mình đoán là nó sẽ thiết kế theo nguyên lý là sò lóng lạnh các bạn ạ. Nó có cảm biến nhiệt này, đúng rồi, cảm biến nhiệt tiếp này, cầu trì nhiệt này, rồi đường điện vào đây này mọi người nhé. Thì thường sò lóng lạnh này nó sẽ phơ mạch nguồn, nó công suất lớn lắm cơ, nó mới cho nó chạy nguồn DC hay sao, hay AC, hay là chạy trực tiếp 220 thì mình, chạy trực tiếp thì là 100 thì mình không rõ, nhưng tóm lại là nó thiết kế chắc chắn là sử dụng sò lóng lạnh rồi. Sò lóng lạnh thì nó sẽ là như nào, tức là khi cấp điện cho nó thì một bên nó rất là nóng còn một bên thì nó rất là lạnh, thì cái bên nóng đấy phải càng tản nhiệt được càng tốt, phải tản nhiệt được ra môi trường để cái bên, tức là khi mà nó nóng lên ấy, chúng ta phải tản được nó ra thì bên lạnh nó mới chênh lệch được nhiệt độ lớn, thì bên lạnh nó mới lạnh toát, nó mới lạnh toát thì nó mới ngưng tự được nước các bạn nhé. Sờ trong này vẫn mát mọi người này. Bắt đầu mình tiến hành sửa nó này, mình sẽ dùng cái cục nam châm mình ra ấy đây để cái nó sẽ cho phép chạy các bạn nhé. Bởi vì cái con ấy chính là cái cục đen trắng trắng bên trong này, khi mà nước mà chưa đầy mà nổi ấy, thì là cái cục đấy nó cong như này này, nó sẽ nó có lực từ đây thì nó sẽ cảm biến, nó sẽ chạy bình thường, và khi nước đầy ấy, thì bắt đầu cái kia nó đặt nó ngang cái này này thì nó sẽ báo là nước đầy và không cho chạy nữa. Mình đang dùng cái cục nam châm mình nhét ở đây để cho con cảm biến nó tốt nhá, nó nhận nhá. Và bây giờ mình sẽ test thử này, mình có cái nguồn 100V ở đây nhá, mình ghim điện này, mình bật on nhá, on này, đấy, bây giờ nó đang chạy quạt nhá, nó còn thêm một con motor nữa, motor đảo gió đây nữa này các bạn này, và bật sang cái đèn đỏ đây là nó sẽ chạy, mình bấm đèn đỏ này chúng ta sẽ xem công suất ăn nhá, nó sẽ tăng đấy, đó, con kêu tạch cái dơ le, nó ăn này, nó đang ăn như thế nhá, và nó chạy tưới xem nó có báo lỗi không, nó vẫn báo lỗi đấy, không quay cái này các bạn ạ, hay là khao do cái này không quay nên nó lỗi. Các bạn để ý nó không quay cái khay này nhá. Và tí xem nó quá lỗi không. Nó đang chạy và ăn 240W này, 250W này các bạn này. Nhưng mà nó không chưa báo lỗi đâu. Tí nữa xem nó báo lỗi, mình không thấy cái này nó quay đã nhá. Cái này nó phải quay cơ. Cái nào nó quay thì là cái lồng tròn tròn này này, mình đoán là thế. Nó không quay gì cả. Có khả năng là đôi ghi lỗi ở đấy thật đấy. Mà như này không ấy được lâu các bạn ạ, bởi vì là nó không chuyển đổi được, trao đổi được được gió. Gió nó luân chuyển, mình tháo này nó hở hết các bạn ạ. Nó hở hết, nó đang nóng bỏng cái này rồi. Nóng bỏng gian cái này rồi các bạn ạ. Thôi để tìm nguyên nhân tại sao đã nhá. Sửa cho người ta đã, xem nó thế nào đã rồi mình sẽ chia sẻ cho mày mà hỏng tại sao. Rất là độc và lạ luôn. Hút ẩm theo kiểu công nghệ sò nóng lạnh. Đấy, nó bắt đầu có nhiệt ở đây rồi các bạn này. Đáng nhẽ mình nghĩ là cái này nó sẽ quay cơ, nên là sẽ kiểm tra lại nhá. Cái motor này mình thấy nó ghi chữ AC 150Hz, 100V 560Hz nha, nên mình sẽ đo thử. Mình đang thấy là khả năng cái motor này không quay, hay ở chế độ nào đấy nó quay thì mình cũng không rõ. Và cái motor này mình cũng biết được nó sẽ quay như nào nhá, toàn chạy điện 100 thôi. Mình ghim điện này, mình bật nhá. O này, đấy, cái đấy chạy này. Cái này cũng chạy luôn rồi. Đang ở chế độ này là chế độ gì ấy? Nó không cho phép chạy ấy các bạn ạ. Chuyển chế độ đỏ. Đây, chả thử được các bạn ạ. Xem có nguồn ra đây chưa. Nó đổ như này nó không cho chạy sao ấy. Đấy, có 100V ra đây rồi nhá. Như vậy là lỗi ở đây nhá. Có điện áp 100V ra đây rồi, nhưng mà cái này nó không quay. Mọi người thấy không? Có 100V ra rồi này. Mình tắt là khả năng sẽ mất nhá. Chả mất gì cả. Ô, mình rút điện ra đã. Mình ghim lại này. Nó sẽ không có nhá. Không có điện áp này này. Và mình bật on này. Đấy, nó có 100V luôn để nó quay cái này, nhưng nó không quay nhá mọi người nhá. Tắt này.
Tắt chắc một lúc nó mới tắt hay sao các bạn ạ. Chứ nó không tắt ngay. Mới em tắt rồi đấy, cái nó chả tắt tắt được gì cả. Thôi để xem nó, cái này không quay phải xử lý. Nó không quay này nó sẽ cảm chắc nó cảm biến chuyển động gì đấy, nó sẽ báo lỗi như thế các bạn nhá. Xác định được cái này rồi. Có đi đáp mà không nói quay này, chúng ta mình sẽ zoom lên cho mọi người nhìn này. Là mình đã thấy là có 100V ở đây rồi, thì là cái motor này nó quay để nó sẽ đưa lạnh ra để nó quay được cái cụm này này, nhưng nó không quay. Một là kẹt, hai là motor lỗi, nên mình sẽ phải tháo ra mình xử lý nhá. Tháo nó ra này, quay cái này rất là nhẹ này các bạn này. Và cái này quay được cái này thì khả năng là vỡ bánh răng bên trong rồi mọi người ạ. Chứ cái này là giảm tốc không thể như này được. Kiếm đâu là cái motor chạy điện 100 này giờ đây các bạn ạ. Để tìm cách thử ghim xem nó có quay không nhá. Ồ này, đấy, nó quay cái nó dừng các bạn nhá. Như vậy là nó chết rồi, chết motor rồi, để cạy ra thử. Khả năng đấy chính là nguyên nhân lỗi nhá, nháy số 8 đấy nhá, mọi người nhá. Đã bắt được lỗi và bây giờ kiếm được cái motor 100V này hơi khó, nhưng hình như mình có để mình tìm. Đó, zin bản của nó đấy nhá. Mình bảo mình có mà. AC 100 lên 125V này, 60 50Hz này, 4W này. Cái này không nhầm thì hình như là máy công nghiệp. Chạy điện 100 nó như là cái máy bơm của phần dầu hay sao ấy. Hay là của cái gì đấy mình không nhớ nữa. Các bạn ạ. Nhưng bây giờ sẽ thử bị khác lắp được luôn ấy. Thay cái này được sang bên này được thôi. Không biết là khoảng cách cao thì lưng lên một chút mọi người ạ. Thôi để độ chế nhá. Con này thì rất phát thì ra được luôn này. Con này có cái khóa này. Đấy, nó dài, nó ngắn hơn, nó dày hơn này. Hy vọng nó lắp được. Hôm nay ông ấy lắp vào đây hơi lỏng. Hơi lỏng à. À, cũng vẫn giữ được đây các bạn ạ. Nhưng mà cái này cũng biết vào đây được nữa. À, đắp được đấy chứ. Khả năng vẫn giữ được, vẫn xoay được. Nhưng mà cạy thử cái này ra xem đã. Nó hỏng như nào. Một là mài, hai là bẻ. Bẻ được các bạn ạ. Mình ngay sửa ở trong những cái máy phay vạn năng của máy công nghiệp ấy, của Nhật ấy, là nó cũng hay sử dụng cái motor kiểu này để nó bơm dầu bôi trơn cho bàn máy các bạn ạ. Và nó cũng hay bị hỏng cái bánh răng như này đó, trong này đó mình cũng hay cái trò cạy ra này để mình độ chế lại bánh răng. Mình không mua được mà. Còn cái con này thì không phải nó ở nó đâu, con này hình như mình nhớ lại thì nó ở trong một cái máy máy gọi là cái máy gì nhỉ, máy nó vừa sấy nóng được này và nó vừa có nó dạng như cái quạt hơi nước ấy, vừa là quạt hơi nước này vừa là có thể sấy nóng được mùa đông này, ở trong một cái máy của Nhật, chạy nội địa Nhật các bạn ạ. Đây, để xem bị sao này. Đây nó vỡ hết rồi các bạn này, không làm gì được nữa nhá. Căn nó lên được không nhỉ. Đây là mòn theo thời gian, hỏng theo thời gian nhé mọi người nhé. Tất cả các loại bánh răng này chỗ này nó bị mòn đứt hết rồi các bạn, và vừa nãy nó quay được cái này đấy các bạn, nó mòn vỡ hết bánh răng rồi. Bây giờ làm sao lưng được cái bánh răng nó lên nhỉ. Lưng được đấy, lưng cao lên thì cắt đây đi, lưng lên để thử độ chế thử phát xem đôi khi mình phải cứu được nó nữa chơi. Chi tiết nó như này nhá, đây cho mọi người xem này, là cái cụm bánh răng này nó vỡ mẻ hết rồi, đó nó mẻ hết này. Thì bây giờ là mình vẫn thấy có cái khoảng cách ở dưới, mình lưng được cái này nó lên này, lưng lên nó như này thì bắt đầu là cho cái răng này nó ăn phía vào răng dưới này, nhưng để phải xem được phần cơ khí bên trong nó có bị dính bạm ra gì không nhá, thử làm nhá. Này thì bỏ thật rồi các bạn nhá, phải đổ cái kia rồi, vỡ hết cả những bên trong rồi. Đấy, đồ Nhật đấy, lâu năm nó cũng hỏng hết theo thời gian nhá, nhựa mà. Đây, nó có bị xê dịch này nhá. Chơi cho cái này đằng đúng cái vị trí này. Nó sẽ giữ chặt được luôn. Hết xê dịch. Đó. Như thế. Còn cái này nó úp bắt vào, nó mở này là vẫn chặt là hết.
Đó, nó thít được. Thít được vào. Vẫn giữ được thế nhá. Đắp vào đây này. Mọi người này. Đó, chuẩn luôn. Đúng của nó luôn. Không chạm gì à, vẫn nó vẫn tính toán được độ dài ở dưới thì không sao cả. Phích cắm thì bây giờ lưới dây nhá các bạn ạ. Mình đang tò mò trong cái cụm này nên mình đang tháo cái này ra mình kiểm tra một chút. Nó có hai cái dây điện tiếp ở đây nhá. Tiếp ở đây và tiếp ở đây này, mọi người này. Cảm giác như là khi nó chạy là cái này lạnh. Cái này nó lạnh. Mọi người ạ. Bởi vì hôm nọ lúc mình thử thì nó sờ. Chúng ta thấy ở đây nó bị dỉ như này, tức là ở trong này có nước nhá. Mọi người ạ. Cái tấm xốp này là tấm quay này. Tấm quay này và mình đang xử lý nó quay đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn bên trong này nhá. Bên trong này khả năng đây là một cái kiểu sò lóng lạnh. Cần pin đâu nhỉ? Mọi người không nhìn được. Thấy lạ lạ lắm. Bên trong này nó có một cái hốc. Nó như là có một cái dây may so trong này này. Mọi người này. Để nó tạo nóng, để nó làm cho một cái phần nào phần tử nó đấy bị lạnh lại được ấy các bạn ạ. Nó theo kiểu nguyên lý sò lóng lạnh đấy các bạn nhé. Và nó có cái xốp này, nó quay quay này thì mình không rõ cái xốp này là xốp gì, để làm gì. Nhưng nó quay đi vào đi trong này, nó đi quay qua trong này để nó gió nó lần chuyển từ đây nó đưa ngược lại thế nào ấy, buồn cười ạ. Nó tóm lại là do cái hãng Latunai này, đây là một cái kiểu công nghệ chắc ngày xưa cũ lóng lạnh đấy, nhưng mà nó cấu tạo của cái là phần lóng lạnh để tạo ra lạnh và nóng như thế nào ấy. Thì mình cũng chưa rõ mọi người nhá. Thôi tóm lại là hiểu được nó là một kiểu dạng sò nóng lạnh. Và nó phải kết hợp giữa cả quạt này, rồi kể cả cái này này để quay này, rồi cái này khi nó chạy cái này nó rất là nóng các bạn ạ. Nên nó có cái cầu trì nhiệt ở đây này. Cầu trì nhiệt là khi nhiệt độ nóng quá mà có sự cố về cháy nổ thì nó sẽ cháy giống trong nồi cơm ấy các bạn nhé. Đấy, chúng ta hiểu nó lâu nay như thế nhá. Rất là độc và lạ luôn. Máy hút ẩm của hãng Light Tiêu Light. Đây nha mọi người, để ý mình sẽ bật thử nhá. Và chúng ta sẽ để ý cái vị trí tay mình chỉ này, nó quay là ok nhá. Mình bật này. Cái này mở ra này. Đó, cái này đã mở ra nhá. Quạt quay này. Và chúng ta đã thấy nó quay nhá. Mọi người thấy nó quay rồi này. Đấy, và bây giờ là không bật được. Nó phải chuyển sang cái đèn này là chế độ hút ẩm. Nhưng không bật được bởi vì là cái con cảm biến từ nó đang mất tác dụng. Mình sẽ để con cảm biến từ ở dưới nhá. Ở phía dưới khay nước ấy. Và mình bật thử nhá, xem nó ăn như nào. Đó, tạch rồi nhá, ăn dòng lên đây này. Để mình xem nó có một tí, xem nó có nóng và nó có hơi lạnh không, như này nó không tuần hoàn được cái gió của nó các bạn ạ. Sợ chết mất cái này không? À, nó rất nóng ra đây các bạn ạ. Cái này đang ra rất là nóng. Tức là bên trong nóng là nó đưa ra đây để nó tản nhiệt hay sao ấy. Đó này là cái tấm này cứ như là nó lấy nhiệt ra ấy các bạn ạ. Nó lấy nhiệt ra thì bắt đầu nó mới lạnh ở đây. Hình như thế các bạn ạ. Vì phía lúc này mình thấy có nước lạnh này. Nước là có nước gì này. Đúng luôn này các bạn này. Cái này càng ngày càng lạnh. Như vậy là nóng nóng phía trên này thôi. Cái tấm này đang rất nóng nha mọi người nhá. Tấm nóng bởi vì cái hơi nhiệt nó từ đây nó đưa ra đây này. Nó sẽ thổi hình như cái có gió này nó thổi vào để nó ra nhiệt ở đây hay sao. Ui, nóng bỏng luôn này luôn các bạn ạ. Cực nóng luôn nhá. Nhưng mình không dám cho chạy lâu để mình sẽ lắp hoàn thiện ăn. Bởi vì như này nó không tuần hoàn được gió là mát. Bởi vì cái này nó còn thổi cả gió mát đi cơ các bạn nhá. Như vậy là mình sẽ lắp hoàn thiện và sao test cho chúng ta tham khảo nhá. Nguyên nhân khả năng con này bị của con này này. Nó không quay được nên dẫn tới là báo lỗi đấy các bạn ạ. Lật qua chỗ này rất mát luôn. Mát lạnh luôn. Bên kia thì nóng. Bên chỗ này hơi nóng này, nhưng chỗ này rất mát. Mát kiểu như là nó được lạnh ấy. Nó tuần hoàn nó lạnh ra được cái lạnh ấy các bạn ạ. Vừa nãy lúc mình mở ra mình thấy có cái ngưng tụ nước bên trong cơ. Nhưng bây giờ nó hết rồi, mình đang lắp lại mà. Để chúng ta sẽ biết rằng à bên này nóng, bên này lạnh, có khả năng khi nó chạy hiệu suất cao là cả cái dàn này nó cái này nó lạnh này. Không, bên này nóng, còn bên này thì lạnh. Ờ đúng, bên này lạnh, bên này nóng nhá. Thấy nhiệt luôn. Thấy nhiệt chênh lệch nhau luôn. Mình đã lắp hoàn thiện này và đang cho nó chạy nhá. Để tí nữa xem nó có ra ra nước không mọi người ạ. Nó vẫn công suất của nó vẫn chỉ hiển thị là 240W chứ không phải như thông số của nó đi tận hơn 400W các bạn ạ. Chắc là nó đã bị lão hóa cái con đấy rồi. Con là sò nóng lạnh ấy các bạn ạ.
Để tí nữa mình xem, các bạn chờ một chút nha, cho nó chạy. Xong rồi tí nữa mình sẽ rút cái khay ra xem có nước đọng chảy xuống dưới không. Chạy lâu phết rồi, không báo lỗi nha. Cái đèn số 8 nữa, cái số 8 đấy các bạn ạ, mà chúng ta sẽ để ý là bên trong nó đang quay nhá. Mọi người để ý này, mình đang cố gắng lấy nét bên trong ấy. Chúng ta nhìn thấy nó đang quay quay tròn tròn đấy. Là cái motor mình đã tháo ra đó, cái vị trí này các bạn sẽ nhìn được nó quay chuẩn này. Nó rõ hơn nhá. Tức là nó đang quay bên trong rồi. Để xem nó có ra được ít nước nào không. Mình nghĩ là ra nước bởi vì vừa nãy chạy thử một tí mình thấy đã có một bên nóng và bên lạnh được mà. Chiếc máy hút ẩm rất đặc biệt, thiết kế khá đặc biệt. Mình cứ tưởng sò nóng lạnh, hiệu suất là nó không cao mà cuối cùng nó vẫn họ vẫn đưa vào hoạt động, của người Nhật vẫn đưa vào hoạt động này. Ở đây để mình xem con này sản xuất là bao nhiêu nhá. Đây này, không biết là mọi người nào mà xem mà đọc được cho mình biết được là năm bao nhiêu nhá, mình cũng không rõ về cái xem cái này lắm. Mình zoom nó lên cho mọi người nhìn nhá. Nó có cái chữ 05 như này này. Là năm bao nhiêu thì mình cũng không rõ đâu. Nó tóm lại những cái đồ cổ nội địa Nhật này về Việt Nam thì nó sẽ là lâu năm lắm, đồ cổ lắm các bạn ạ. 05 này các bạn nhé, không rõ là có phải là năm 2005 không hay là tháng 5 gì đấy, thì mình cũng có, bạn nào biết thì cho mọi người tham khảo nhé. Mọi người để ý nhé, đây là cái khay để lắp cái lưới chắn bụi chắn gió nhá. Mình sẽ cho mọi người zoom cho mọi người xem cái bên trong nhá. Cái bên trong bây giờ là cả cái khối đấy là bây giờ được ngưng tụ nước rồi. Như vậy là kênh dàn chúng ta sẽ để ý này. Không nhìn được nhỉ? Chúng ta đấy đấy, chúng ta sẽ nhìn nhá. Trong này bây giờ là rất nhiều nước này này. Đã được ngưng tụ nước nhá mọi người nhá. Các bạn đã nhìn này, cái như này nó chính là ngưng tụ nước nhá. Ở đây nó còn ít đấy, còn phía bên này nó mới lạnh nhiều này, nó mới nhiều này các bạn này, phía bên này này. Sau đó nước sẽ chảy xuống cái khay xuống dưới đấy các bạn ạ. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy, cái quạt con ở đây này, nó sẽ thổi cái hơi lạnh đi vào trong cái đường ống này. Các bạn này, thổi hơi lạnh và người là hơi lạnh đấy nó sẽ ngưng tụ nước ở đây. Ngưng tụ nước mà nó chảy hai cái lỗ dưới nhá. Các bạn này không biết là mọi người có nhìn được không? Chúng ta sẽ để ý rất nhiều nước nó làm ngưng tụ ở trong cái ống đấy rồi. Đó, như vậy là ôi nhiều ghê, nhiều kinh luôn đấy. Rất nhiều nước bên trong luôn, nó sắp thành thành xương và nó chảy xuống dưới rồi mọi người nhá. Đó, như vậy là nguyên nhân con này là do cái này nó hỏng nên dẫn tới là nó không quay được cái guồng bên trong ấy để nó tản nhiệt. Mình nghĩ là quay cái bên trong guồng trong nó tản nhiệt, nó phải quay cái guồng đấy thì nó tản nhiệt được. Gió nó thổi ra mùi hơi hơi nóng nóng kiểu như là máy sấy ở khi đường phía đường trên này này các bạn này. Thì khi nó thổi được hơi nóng ra nhiều như thế thì bắt đầu là cái phần lạnh nó mới được làm, nó mới là lạnh được nhiều, hiệu suất lạnh nó mới cao được. Thì hiệu suất lạnh thì nó bắt đầu nó mới ngưng tụ nước này, để cho mọi người nhìn lại nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó trong những cái ống mao này này, nó toàn ngưng tụ nước hết rồi mọi người ạ. Rất là hay luôn, bởi vì nó lạnh mà. Như vậy là cái ống nhựa đấy là lạnh, một nguyên lý khá là đặc biệt nhá. Đây để xem nó có chảy ra tí nào đâu, để mình kết thúc video mình khẳng định sửa như này nó đã ok rồi nhá. Chắc là chưa chảy ra được ít nước nào ra đây đâu. Chưa chảy xuống tí nào các bạn ạ. Bởi vì nó mới có ngưng tụ cái mao nước ở đấy thôi mà. Chưa để xuống được. Mình rút ra nó sẽ phần đấy nó sẽ dừng lại đấy. Nó chưa đủ khả năng chảy ra được bởi vì mình thấy mới có ngưng tụ nước ở trong cái ống này thôi. Bao giờ cái ống đấy được ngưng tụ nhiều. Như vậy là con này cứ đóng vào phát nó đã chảy luôn, bởi vì nó hoạt động kiểu sò nóng lạnh chứ không phải lốc. Lốc nó phải rút ra nó phải một lúc nó mới được phép đóng để nó hồi ga về chuẩn các bạn nhé. Như vậy là với cái cách nhìn ống mao như này thì mình khẳng định nó ok rồi. Rất nhiều nước được ngưng tụ trong cái ống ấy luôn, nguyên lý đặc biệt quá. Thôi mình kết thúc video nhá. Qua video mọi người lại có một cái tham khảo, đó là một cái kiểu máy hút ẩm của thương hiệu Lateolite này, nó lại sử dụng công nghệ sò nóng lạnh và nó có tuần hoàn gió quạt như thế nhá mọi người nhá. Thật là độc và lạ đấy các bạn ạ. Chào tất cả các bạn nhá.